Cô xin chào các em, đến với tiết học địa lý 6 ngày hôm nay. Và nội dung bài học ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu đó là chủ đề thời tiết và khí hậu. Trong nội dung bài học ngày hôm nay gồm có 2 phần. 1. Thời tiết và khí hậu. 2. Sự phân chia bề mặt trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ. Ở phần 1, các em sẽ được tìm hiểu về khí hậu và thời tiết. Ở phần 2, các em tìm hiểu về các đới khí hậu trên trái đất là đới nóng, đới ôn hòa, đới lạnh. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay, khối khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta. Nằm sâu trong khối không khí rét và khô, Bắc Bộ giảm mưa nhưng nền nhiệt đêm thì tiếp tục giảm thấp. Ở khu vực vùng núi, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 14 cho đến 16 độ. Trong khi đó, ở khu vực Trung Du, nhiệt độ giảm còn 16 đến 17 độ. Còn khu vực Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ giảm còn 17 cho đến 18 độ, trời rét. Sang ngày mai, các tỉnh thành Bắc Bộ hầu như không có mưa, nhiệt độ có tăng nhưng không nhiều. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ duy trì trong khoảng là từ 17 cho đến 19 độ. Còn ở khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng cũng như thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ là từ 21 cho đến 23 độ. Trời sẽ rét cả đêm lẫn ngày. Lui xuống Trung Bộ, không khí lạnh tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng, suốt từ Nghệ An trở vào cho tới tận Phú Yên. Trong đêm nay và sáng ngày mai có mưa nhiều nơi. Trong đó, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi là những vùng còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Còn về nền nhiệt, ở khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cũng như là Hà Tĩnh là ba nơi mà nhiệt độ giảm sâu nhất miền Trung. Cao nhất ngày mai cũng chỉ từ 21 cho đến 23 độ và trời rét. Đối với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ngày mai sẽ dao động trong khoảng là 23 đến 26 độ và trời lạnh. Lui xuống phía Nam, hiện tại mây đối lưu vẫn còn khá là đậm đặc và đang mở rộng xuống khu vực miền Tây Nam Bộ, nên khả năng trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, An Giang cũng như là Hậu Giang sẽ là những vùng có mưa rào và dông mạnh. Sau khi đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết, các em có thể thấy được rằng trong một bản tin dự báo thời tiết, chúng ta sẽ biết được nhiệt độ cao nhất, thấp nhất ở một địa phương hoặc các hiện tượng có thể xảy ra ở một địa phương trong thời gian một ngày như nắng, mưa, gió, dông. Và các hiện tượng như nắng, mưa, gió, dông, sấm sét, ta gọi chung đó là các hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương trong thời gian ngắn, và các hiện tượng này được gọi là thời tiết. Vậy theo các em, thời tiết là gì? Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương xảy ra trong thời gian ngắn, và thời tiết có tính chất luôn thay đổi. Có thể trong một ngày, thời tiết vào buổi sáng và buổi chiều có sự khác nhau. Sau đây, các em cùng quan sát các hình ảnh về mùa hè và mùa đông ở miền Bắc nước ta. Và mùa hè có nhiệt độ cao nên nắng nóng, mưa nhiều. Và mùa đông nhiệt độ thấp nên lạnh và mưa ít. Và các hiện tượng này xảy ra lặp lại trong nhiều năm, mang tính quy luật. Vậy các em có thể cho cô biết khí hậu là gì? Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm. Tiếp theo, cô và các em cùng so sánh điểm giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. Về điểm giống nhau, thời tiết và khí hậu đều là các hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương cụ thể. Về điểm khác nhau, thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi hoạt động nhỏ và có tính chất hay thay đổi. Khí hậu diễn ra trong thời gian dài, có tính quy luật, phạm vi hoạt động rộng và luôn ổn định. Và tiếp theo, cô và các em cùng tìm hiểu đến phần 2, sự phân chia bề mặt trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ. Sau đây, các em cùng quan sát hình các vành đai nhiệt trên trái đất. Quan sát hình, các em có thể thấy được đường xích đạo ở vĩ độ 0 độ, đường chí tuyến Bắc ở vĩ độ 23 độ 27 phút Bắc và chí tuyến Nam nằm ở vĩ độ 23 độ 27 phút Nam. Vòng cực Bắc ở vĩ độ 66 độ 33 phút Bắc và vòng cực Nam ở vĩ độ 66 độ 33 phút Nam. Và các đường chí tuyến vòng cực chính
là những đường ranh giới phân chia bề mặt trái đất ra thành 5 vành đai nhiệt song song với đường xích đạo, đó là một vành đai nóng, hai vành đai ôn hòa và hai vành đai lạnh. Quan sát hình các đới khí hậu trên trái đất, các em có thể cho cô biết tương ứng với 5 vành đai nhiệt trên trái đất có mấy đới khí hậu. Qua hình, chúng ta có thể thấy được rằng tương ứng với 5 vành đai nhiệt trên trái đất có 5 đới khí hậu, đó là một đới nóng hay còn gọi là nhiệt đới, hai đới ôn hòa hay còn gọi là ôn đới và hai đới lạnh hay còn gọi là hàn đới. Và sau đây, cô và các em cùng tìm hiểu về đặc điểm của các đới khí hậu. Đới khí hậu đầu tiên, cô và các em cùng tìm hiểu là đới nóng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí, góc chiếu và thời gian chiếu sáng, lượng nhiệt, gió và lượng mưa. Quan sát hình, các em có thể thấy được vị trí của đới nóng nằm từ đường chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. Đây là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời tương đối lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Chính vì vậy, lượng nhiệt ở đây hấp thụ được tương đối nhiều nên nắng nóng quanh năm. Và mùa đông ở đây chỉ là lúc nhiệt độ giảm đi một chút ít so với các mùa khác trong năm. Gió thường xuyên thổi trong khu vực là gió tính phong. Lượng mưa trung bình từ 1.000mm đến trên 2.000mm. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về đới ôn hòa hay còn gọi là ôn đới. Vị trí của đới ôn hòa nằm từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam. Đây là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời và thời gian chiếu trong năm chênh lệch nhau nhiều. Và khu vực này nhận được lượng nhiệt trung bình các mùa thể hiện rất rõ trong năm. Gió thường xuyên thổi trong khu vực chính là gió Tây ôn đới. Lượng mưa cũng dao động ở mức từ 500 đến 1.000mm. Và đới khí hậu cuối cùng cô và các em cùng tìm hiểu đó là đới lạnh hay còn gọi là hàn đới. Vị trí đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực Bắc và Nam đến hai điểm cực Bắc và Nam. Đây là khu vực có góc chiếu sáng của ánh sáng mặt trời rất nhỏ và thời gian chiếu sáng dao động rất lớn. Chính vì vậy, lượng nhiệt nhận được trong năm rất ít, nên khí hậu lạnh giá quanh năm và có băng tuyết hầu như phủ quanh năm. Gió thường xuyên thổi trong khu vực là gió đông cực, lượng mưa rất ít, dưới 500mm một năm và mưa chủ yếu dưới dạng tuyết rơi. Cô và các em đã tìm hiểu đặc điểm của các đới khí hậu trên trái đất, đó là về vị trí, góc chiếu và thời gian chiếu sáng, lượng nhiệt, gió và lượng mưa. Và đặc điểm khí hậu sẽ quyết định đến đặc điểm cảnh quan, thực vật, động vật ở đới khí hậu đó. Và trong các đới khí hậu này thì chỉ có đới ôn hòa có 4 mùa rõ rệt trong năm, đó là mùa xuân, hạ, thu, đông. Nhìn trên hình, các em có thể thấy được ranh giới của các đới khí hậu trùng với ranh giới của các vành đai nhiệt trên trái đất. Nhưng trên thực tế, khí hậu còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau như cô và các em vừa phân tích ở trên. Chính vì vậy, ranh giới của các đới khí hậu không hoàn toàn trùng với ranh giới của các vành đai nhiệt. Ngoài năm đới khí hậu đã kể trên, trong các đới, người ta còn phân ra một số đới có phạm vi hẹp hơn, có tính chất riêng biệt về khí hậu như kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa, khí hậu nhiệt đới gió mùa, v.v. Và các em cùng quan sát hình lược đồ các đới khí hậu trên trái đất, các em có thể thấy được Việt Nam nằm trong phạm vi của đới nóng. Chính vì vậy, Việt Nam có khí hậu nắng nóng, mưa nhiều quanh năm và không có 4 mùa rõ rệt trong năm như các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia ở châu Âu. Và đây là một số hình ảnh về cảnh quan ở đới nóng, các em cùng quan sát. Tiếp theo là một số hình ảnh ở đới ôn hòa. Và đây là các hình ảnh ở đới lạnh. Và đặc biệt, ở vùng ôn đới có 4 mùa rõ rệt xuân, hạ, thu, đông với cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo từng mùa rất đẹp. Như vậy, cô và các em đã cùng tìm hiểu về các nội dung chính của chủ đề thời tiết và khí hậu trong bài học ngày hôm nay. Và sau đây là nội dung ghi bài các em cần ghi vào tập.
ở phần hướng dẫn ở nhà. Các em nhớ ghi bài vào tập và đọc trước bài 19, khí áp và gió trên trái đất. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em trong bài học sau.